Luận án tiến sĩ ngành giáo dục học với đề tài phát triển môn cầu lông cho công chức thành phố Sơn La đang gây xôn xao dư luận. Trên các diễn đàn học thuật mạng xã hội những ngày qua lan truyền hình ảnh, trang bìa luận án tiến sĩ, nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh. Luận án được bảo vệ thành công năm 2022. Hầu hết các chuyên gia, nhà khoa học, dân mạng rất bất ngờ và bức xúc vì nghiên cứu không giúp ích gì cho cuộc sống. Trên chuyên trang luận văn luận án của Bộ Giáo dục Đào tạo đăng tải đầy đủ thông tin lưu trữ toàn văn luận án này. Đề tài thuộc chuyên ngành giáo dục học được công bố ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tìm kiếm theo từ khóa tại chuyên trang này thì có tới 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực phát triển môn cầu lông ở các cơ sở đào tạo trên cả nước. Trong đó, một số luận án có tiêu đề gần giống luận án của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh. Trang web của Viện Khoa học Thể dục Thể thao hiện không truy cập được.